cải thiện phản xạ tiếng Anh chỉ sau một khóa học. Bí quyết nằm ở môi trường 100% tiếng Anh tại Worldshare English. Làm quen các từ vựng, chủ đề mới thông qua bài học tương tác và bài tập ôn luyện trong giáo trình học độc quyền. Ôn luyện, ghi nhớ bài học, chỉnh sửa phát âm cùng giáo viên bản ngữ trong lớp thực hành tối đa 5 học viên. Thảo luận, tranh luận bằng tiếng Anh về các chủ đề ngẫu nhiên, du lịch, học tập, kinh doanh trong lớp giao tiếp ứng dụng, lớp học tối đa 10 học viên. Vừa học vừa chơi, thực hành tiếng Anh trong mọi tình huống với lớp thảo luận nhóm. Lớp học có đa dạng hoạt động tương tác, sáng tạo. Cố vấn học tập, đồng hành giúp bạn ôn luyện và củng cố kiến thức tiếng Anh. Với khóa học online, bạn sẽ được đảm bảo hiệu quả như học tại trung tâm. Bạn sẽ được tương tác trực tuyến với giáo viên bản xứ và cộng đồng học viên Worldshare English toàn cầu. Tất cả các yếu tố trên tạo nên môi trường học tiếng Anh tối ưu, giúp mọi học viên hình thành tư duy tiếng Anh và tăng phản xạ giao tiếp. Dù bạn ở trình độ nào, chọn khóa học tại trung tâm hay trực tuyến, chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn chinh phục tiếng Anh thành công. Tự tin chọn Worldshare English, tự tin nói tiếng Anh.